giọng từ vi diệu. Em được gặp Ngài cách đây mấy chục năm, từ lúc Ngài mới dạy thiền tại nhà bà bác sĩ Miến Điện ở Apple Valley. Sau đó, gặp lại Ngài dạy ở chùa Pháp Vân năm 1986. Lúc ấy, đời em đang bị nhiều gian truân, bất hạnh. Một mình em phải nuôi ba đứa con thơ, chịu đủ thứ khó khăn về vật chất lẫn tinh thần, nên không giữ đầy đủ các khóa thiền. Lúc sơ cơ, tâm còn non kém lắm, em chỉ có niềm tin đặt trọn vẹn vào Ngài, vì Ngài có tâm từ thật rộng lớn qua giọng nói hiền hòa và những lời khuyên bảo thật thiết tha. Ngài thấy con người sống trên đất Mỹ này được coi như là sống nơi thiên đàng hạ giới so với xứ Ấn nghèo khổ, nhưng dù hèn sang mưu trí, họ vẫn là sống khổ. Vì vậy Ngài luôn mong họ cố gắng tu học và hành thiền để được sống an vui. Từ đó đến nay đã 30 năm hơn. Bây giờ Ngài già yếu rồi, nhưng chỉ có tâm từ của Ngài là không thay đổi, mà có lẽ Ngài càng tăng theo với tuổi đời của Ngài. Em đã được thọ nhận tâm từ của Ngài một cách rõ ràng ở chùa Pháp Vân năm ấy. Chùa nhỏ hẹp, Phật tử ngồi chen chúc nhau, sắp ngột thở, làm em muốn đi ra ngoài. Ngài vẫn ngồi đó. Bỗng như có một luồng gió mát rượi từ đâu thổi tới, làm em thấy phấn khởi, sảng khoái lạ thường, nên em ngồi lại tiếp tục thiền. Mỗi buổi sáng sớm, Ngài được tụng kinh, giọng Ngài ấm áp và trong sáng. Toàn thân em được bao bọc, che chở, phủ kín trong tiếng tụng kinh của Ngài như con nhộng đang nằm yên trong chiếc kén. Cảm giác thật là kỳ diệu, làm em rơi nước mắt. Điều kỳ lạ là lúc bình thường thì giọng Ngài rất nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhưng khi tụng kinh thì giọng Ngài đầy oai lực, làm tâm em phấn chấn, thúc đẩy em có thêm niềm tin vào Tam Bảo. Có một lần khác ở Thích Ca Thiền Viện, trong phòng Ngài chợt ních Phật tử đông đúc chèn nhào đứng cúng dường trai tăng. Em cũng chỉ đứng yên, chắp hai tay lại để hết tâm tín thành vào lời tụng phúc chúc của Ngài. Tuy không hiểu rõ ý nghĩa lời kinh Pali, nhưng một lần nữa em lại cảm nhận được một luồng ấm áp trong lành đang bao phủ toàn thân, thật không bút nào tả xiết được. Em đã nhận được ân phước đó của Ngài rồi, nên dù ai có được thân cận hay cúng dường Ngài nhiều đến mấy đi nữa, em vẫn không hề mặc cảm hay so sánh về thân phận thiếu kém của mình. Và đức tin của em vào Tam Bảo, vào Ngài không bao giờ suy giảm vì những gì xảy ra chung quanh Ngài, không chao đảo vì những dư luận gì đối với Ngài. Em biết chắc điều đó. Khi con trai em chết lúc 24 tuổi, có một mình em ở nhà làm trai tăng không nổi, chỉ dâng cúng Ngài vài món thật đạm bạc, nhưng Ngài vẫn hoan hỷ độ thực, tuy dùng không nhiều lắm. Ngài còn có hạnh lặng thinh thật đáng kính. Có lần em ráng dành dụm được một số tiền để dâng trọn được một lô đất chùa, em để tiền trong bao thư dâng tận tay Ngài trong chánh điện. Lúc đó
có nhiều người ngồi gần quanh ngài, trò chuyện, nói cười lớn tiếng. Em quỳ xuống, dâng lên ngài. Ngài nhận, nhưng chỉ im lặng, không rầy rà ai. Thấy vậy, tự nhiên cả chánh điện im mặc tiếng nói cười, không khí tự nhiên trang nghiêm, và ngài mở lời chúc phúc em. Em thật là cảm động, thấy lòng thành mình đã được chứng giám. Ngài thường nhắc nhở em, con ráng tu để chuyển được nghiệp. Em nguyện trọn đời hành theo lời dạy đó. Tường Ngọc. Vị thầy cho cả ba đời. Còn đi chùa và dự lễ dâng y đều đặn mỗi năm tại Thích Ca Thiền Viện từ năm 1190, nhưng chưa có duyên được gặp ngài. Mãi đến năm 1999, nhờ sư cô Thủy giới thiệu, con mới có cơ hội trực tiếp diện kiến ngài. Trong lần gặp mặt đầu tiên đó, con có những cảm xúc thật lạ lùng, không thể diễn tả bằng lời. Con chỉ nhớ rằng, khi đảnh lễ ngài, ngay trong phòng mạch làm việc của con, tự nhiên, nước mắt con dâng trào và nghẹn lời, không nói gì được, ngay cả câu kính chào ngài. Con cố gắng kềm chế, đừng khóc nữa, nhưng không sao cầm được. Nước mắt cứ tuôn rơi, ngài im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng từ tốn nói, cuộc đời khổ quá phải không con? Con không hiểu tại sao ngài nói vậy, nhưng câu nói đó như đánh thức tâm con, làm con cảm thấy như tìm lại được con đường trở về nhà xưa mà bao lâu nay con đã bị lạc lối. Kể từ ngày đó trở đi, con không còn phải lăn quanh đi tìm thầy học đạo nữa. Trước kia, mỗi lần Đức Đạt Lai Lạt Ma hay Hòa Thượng Thanh Từ sang Mỹ, con đều tìm mọi cách để được đi nghe giảng. Con đã tìm được thầy dạy cho con rồi. Tâm con reo mừng lên như vậy. Cả hai vợ chồng con đều có chung một cảm xúc dạt dào thương mến và an vui khi được tiếp xúc với ngài, mà sau này con mới biết đó là do tâm từ bao la của ngài tỏa đến cho những ai có duyên được đến gần ngài. Việc làm của con thì rất bận rộn, từ sáng đến tối mà đường lên chùa cũng khá xa và khó. Nhưng con cố gắng hết sức để tham dự đủ các buổi pháp thoại của ngài. Ngài thì cũng luôn luôn đa đoan Phật sự, nên ít có mặt thường xuyên ở chùa. Con nói với chồng con là sao con cứ muốn tìm đến quanh quẩn bên ngài, sao mà thời gian quý báu của ngài ở Thích Ca Thiền Viện ít quá. Lắm lúc con muốn nghỉ làm việc để lên chùa hưởng bóng mát từ bi của ngài. Thậm chí con còn ước hễ ngài bay đi đến đâu thì con cũng xin bay theo đó. Chồng con nhắc nhở đừng muốn chạy theo thầy, nếu không hành thiền, không thực hành giáo pháp thì dù có ở sát bên thầy cũng vẫn là xa cách thầy ngàn trùng. Con mới chợt nhận ra được điều căn bản này, và từ đó bên cạnh việc nghe ngài giảng pháp, con cố gắng hành thiền nhiều hơn, cố gắng tham dự các khóa thiền tích cực để trau dồi tâm cho trong sạch, cho được gần ngài trên đường tâm linh. Khi mẹ con bệnh nặng, con trình với ngài, ngài bảo nên cho mẹ con đi Ấn Độ chiêm bái các cảnh động tâm, thì nếu có chết cũng được sanh lên nhàn cảnh. Nghe lời ngài, con lo giấy tờ cùng đi hành hương Ấn Độ với mẹ. Mọi người chung quanh lo ngại cho mẹ con, không chịu nổi cuộc hành trình khó khăn,
nặng nhọc, với sức khỏe yếu kém, sợ không về lại nghỉ được, ngài lại còn khuyến khích nên xuất gia gieo duyên để nhờ phước báo đó mà bớt đau khổ thân tâm. Lạ lùng thay, chẳng những không hề sa sút mà mẹ con lại còn mạnh khỏe gấp bội trên đường về. Sự thay đổi mầu nhiệm này làm chúng con càng tăng trưởng niềm tin và nỗ lực tiếp tục giữ thêm nhiều khóa thiền dài hạn với ngài. Nhất là mẹ con ngày càng tinh tấn, không những chỉ trong thiền tập mà còn hoan hỷ và tích cực công quả hộ độ chư tăng ni và các thiện tín trong chùa. Rồi tháng 12 năm 2013 vừa qua, do đủ duyên lành mà con trai lớn của con được ân phước ngài cho thọ giới xuất gia gieo duyên ở Thích Ca Thiền Viện. Buổi lễ tuy đơn sơ nhưng khung cảnh và không khí rất trang nghiêm, thanh tịnh, đã gieo nhiều ấn tượng đẹp đẽ, sâu xa cho mọi người tham dự. Nghe ngài trân trọng đặt giới và nhìn những tân sa di trong tăng tướng oai nghiêm, ai nấy đều cảm động và hoan hỷ đến chúc mừng gia đình con, gồm cả ba thế hệ đều đã thọ nhận được hạt giống xuất gia do chính ngài trao truyền. Bất cứ ai muốn tầm cầu giáo pháp, ngài cũng hết lòng hộ độ để họ bớt khổ đau, nhưng ngài cũng tùy duyên và tùy căn cơ mà giáo hóa. Cứng đầu ngài trị cũng được, mà dễ vui ngài cũng biết cách sắp tấn có hiệu quả. Chẳng hạn như con, ngài biết con luôn bận rộn, không có thì giờ học Phật pháp. Ngài muốn dạy con tìm hiểu giáo pháp nên căn dặn con, sau chuyến hành hương hãy về làm một album hành hương cho mẹ con xem trước. Nhờ thế mà con mới có dịp hiểu thêm Phật pháp và căn bản về hành thiền. Ngài ơi, con không biết phải bao nhiêu giấy bút và ngôn từ để diễn tả đủ tấm lòng bao la của ngài đối với đạo pháp và đối với chúng sanh, cũng như không thể nào thể hiện hết lòng biết ơn sâu xa của gia đình chúng con đã được ngài dìu dắt cả ba đời trên đường đạo. Con vẫn luôn ghi khắc lời ngài nhắc nhở chúng con, có những khi trí tuệ đời không giúp được thì phải biết cách tìm đến trí tuệ đạo. Kính đến ngài lòng tri ân chân thành nhất của chúng con. Lê Thanh Hằng.